Xin chào toàn thể bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang. Thì ngày hôm nay em gửi rất nhiều những dây rắc đi cho bác và anh em. Thì trên đây là khoảng gần 30 đơn hàng dây rắc và cục mic để gửi đi cho bác em trong ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì em cũng ưu ái giảm giá cho bác và anh em những sợi dây rắc chất lượng để các bác và anh em dùng trong bộ dàn âm thanh nghe nhạc hay là karaoke thôi nhá. Thì hiện tại bên em đang gia công rất nhiều cái mẫu dây rắc Canon được cái để các bác và anh em sử dụng từ vang xuống đẩy hay là từ bàn mixer, hay là các bác và anh em cần bao nhiêu mét thì em sẽ làm cho bác và anh em. Thì các bác và anh em đã mua những cái dây rắc 150.000 một cặp không bao ship bên em rồi thì các bác và em cũng phải hoan hỉ cho em nhé. Hoan hỉ cho em. Đấy thì em cũng trong cái ngày chủ nhật đấy em cũng tri ân cho một số các bác và anh em đã yêu quý kênh của em để mua những cặp rắc Canon xịn để các bác và anh em về dùng. Thì các bác và anh em sử dụng dòng rắc Canon đựng cái chất lượng như thế này để các bác và anh em sử dụng cho em. Đấy thì các bác và anh em đã đặt đơn buổi sáng hay là ngày hôm qua. Đây là tất cả những đơn mà em đóng đi cho bác và anh em có nhá, đóng cho bác và anh em trong ngày hôm nay. Thì các bác và anh em mua những cái dây rắc là 150.000 không bao ship ấy thì các bác và em cũng phải hoan hỉ nhé. Thì ở đây em cũng muốn làm ra thật nhiều dây rắc để các bác và anh em dùng trong bộ dàn âm thanh của các bác và anh em nó ổn định và đảm bảo về chất âm hơn. Thì cái dây rắc Canon được cái này là dây rắc xịn có nhá, là dây rắc xịn, đầu rắc Canon toàn bộ là đồng hết có nhá, và dây của nó rất nặng đấy, đầu rắc Canon rất xịn đấy. Đây là một cặp của nó. Thì dọc cặp rắc Canon này thì bên em toàn bộ là hàn và gia công đấy, đầu rắc xịn và toàn bộ là dây bãi nhật có nhá, dây bãi nhật nên là đường truyền tín hiệu âm thanh của nó rất tốt cho các bác và anh em khi sử dụng. Đấy, đây là toàn bộ được chân đồng này và được thiết kế rất dày dặn ở trên cái sản phẩm rắc Canon đực này. Đây là rắc Canon cái có nhá, rắc Canon cái đấy, toàn bộ là chân đồng rất xịn cho bác và anh em đấy. Khi mà các bác và anh em sử dụng những cái dây tín hiệu tốt như này, các bác và anh em dùng thì các bác và anh em sẽ yên tâm, không bao giờ phải lo nghĩ về cái tín hiệu đường truyền nó kém hay là nó bị lẹt xẹt. Đấy, toàn bộ là chân đồng hết cho bác của anh em nhé, rất xịn sò cho cái dây Canon đực cái này. Và để tri ân cho các bác và anh em, cái rắc Canon đực cái này là em để các bác và anh em là 150.000, em sẽ bao ship nhé, em sẽ bao ship cho bác và anh em. Đấy, khi mà các bác và anh em cắm những cái đầu rắc Canon này vào những cái thiết bị vàng thì cắm nó phải nói quá chắc chắn luôn. Và đặc biệt cái dây tín hiệu bãi này thì em bán ra rất nhiều, bán ra phục vụ rất nhiều cho bác và em làm các loại dây tín hiệu. Đấy thì dây đặt chuẩn của dây Canon được cái này của nó là chiều dài của nó là 80 phân có nhá, 80 phân. Hoặc là các bác và anh em yêu cầu em là hàn cho bác và anh em chỉ cần 40 phân hay là 30 phân hay là độ dài bao nhiêu thì em sẽ hàn cho bác và anh em bấy nhiêu. Còn cái dây đặt chuẩn của nó là 80 phân có nhá, dây đặt chuẩn của nó như này là 80 phân. Còn bác và anh em cần đầu rắc Canon đực cái để làm tín hiệu đèn này, hay là làm bất kỳ một cái tín hiệu nào từ đường truyền bán mixer ra, hay là các bác và anh em làm tín hiệu cho đèn chớp rồi đèn dọi rồi đèn bem các kiểu đèn ấy, thì em sẽ làm cho bác và em những cái dây chất lượng để các bác và em sử dụng có nhá. Còn đây là cái dây tín hiệu của Canon được cái để các bác và em sử dụng từ vang xuống đẩy này, hay là từ lọc xì từ nâng tiếng xuống đẩy có nhá. Đấy, hay là các bác và em đang dùng vang với âm ly thì em có cả dây rắc Canon ra bục sen. Đấy thì cũng có cái giá để cho bác là 150.000, em bao ship cho bác và em. Đấy, đây là em làm dây rắc này ra để phục vụ cho các bác và anh em cần những cái dây tín hiệu chất lượng. Chứ còn thật sự các bác và anh em một điều, bán một cặp dây rắc này 150.000 bao ship hầu như là sẽ không có lãi, không lợi nhuận đâu các bác nhá. Đấy các bác ạ, đây là em đang chi ân cho bác và anh em để các bác và em có những cái dây tín hiệu tốt nhất để các bác và em dùng. Thì với một cặp dây tín hiệu chuẩn chất lượng như thế này các bác nhá, tín hiệu chuẩn chất lượng như thế này thì cái đầu này bọn em nhập số lượng vào là cũng phải là 25.000 một chiếc rồi, đúng không ạ? 25.000 một chiếc rồi các bác nhá. Với 4 cặp này đã mất 100, chưa cần dây rồi các bác ạ, chưa cần dây gì nữa các bác nhá. Đấy, còn dây bãi gì biết này nữa, còn công hàn công nhức nữa. Đấy nên là chi phí vào một cái dây này rất nhiều tiền chứ không phải là rẻ đâu. Đây là em tri ân và em bao ship cho các bác và anh em để các bác và anh em có cơ hội sở hữu những cặp dây rắc chất lượng Canon được cái để các bác và anh em sử dụng trong bộ dàn âm thanh của các bác và anh em, hay là các bác và anh em cần em hàn bất kỳ đầu dây rắc như thế nào thì em sẽ hàn cho bác và anh em dây rắc đó các bác nhá. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với số ở trên điện thoại trên màn hình của các bác và anh em. Đây, bây giờ em sẽ dùng 150 mét dây làm dây tín hiệu
và 150m làm dây loa các bác nhé, để các bác và anh em cùng xem là chất âm của nó vẫn rõ rệt và sắc nét hay không. Thì rất nhiều các bác và anh em đã sử dụng dòng dây tín hiệu bãi Nhật bên em, thì các bác và anh em biết đây là dây cho đường truyền tín hiệu âm thanh rất tốt, làm dây loa cũng được các bác nhé. Các bác và anh em làm dây loa được vì đây là dòng dây bốn lõi các bác ạ, nên là khi các bác và anh em sử dụng cái dây này, các bác và anh em sẽ yên tâm về cái đường truyền tín hiệu cho ra âm thanh rất chất lượng. Đấy, thì đây em đang dùng 150m dây tín hiệu là từ trên đầu phát này đấy xuống cục đẩy Yamaha, không qua thiết bị nâng tiếng hay là vang gì cả các bác nhé, ăn trực tiếp vào đẩy luôn Yamaha luôn. Và 150m dây này sẽ ra loa các bác nhé, sẽ ra loa đấy. Thì các bác và anh em sẽ cùng nghe cái chất âm của nó vẫn rất sắc nét cho các bác và anh em khi sử dụng cái dây bãi mà có độ dài như thế này đấy. Độ dài của nó là 150m dây tín hiệu này và 150m dây ra loa các bác nhé. Đấy, em sử dụng dây bãi này làm dây ra loa luôn để các bác và em cùng cảm nhận các bác nhé. Dây tín hiệu rất dài để đưa vào con đẩy và dây tín hiệu ra loa cũng rất dài để ra loa mà chất âm của nó vẫn như thế này các bác nhá, không hề thay đổi mấy đâu các bác ạ. Nên là cái dây bãi Nhật này cho đường truyền tín hiệu âm thanh cực kỳ tốt các bác ạ, rất tốt vì lòng dòng này là dòng dây bốn lõi có chống nhiễu các bác nhá, có chống nhiễu bạc. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng dòng dây bãi Nhật giá là 2.000 một mét liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình của các bác anh em đây. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.